Kiểu mua điện thoại gì? Cái gì cũng được á mà. Mua cái rải rải thôi mày. Dạ. Rải rải thôi nghe. Rải là có cái điện thoại nào ở 2 triệu mấy không? Hả? 2 triệu mấy hả? Đây, hiện tại là đang đưa với lại vô trong việc máy xanh để mua. Rồi coi thử được cái nào. Sao mình vuốt lên không được? Đó. Không, ý là mình mở cái này là bé em mở cho em màn hình chính đó. À đúng rồi, cái này em biết dùng này. Cái này là điện thoại Redmi hả? Bao nhiêu tiền? 2.890. Cái này 2.490 nè. À mua cái này đây. Hai... Nó thấp hơn anh. Thấp hơn hả? Dạ, vì chip xử lý nó sẽ chậm rất nhiều. Tại anh RAM 3 thôi. Chip là cái gì vậy? Cái chip là xử lý nhanh hay chậm đó. Hai cái này là rẻ nhất đây hả? Dạ, hai cái này là rẻ nhất. Ủa sao hồi tối ở Quảng Ngãi em có cái 2.100.000 chị luôn. À cái đó là chương trình của ngày hôm qua. Chương trình ấy là chị thấy nó để ở trong tủ á. Ngày hôm qua cũng có cái mà 2.190.000 là ngày hôm qua, ngày hôm nay nó lên giá lại rồi. 2.190.000. Nó lên giá hả? Dạ. Bán kỳ vậy? Dạ. Hệ thống trong toàn quốc. Cái này là 4 triệu hả? Là 4.090.000. Cái này thì 4 GB à, RAM 4 GB. Đúng rồi, RAM 4 GB. RAM 4 GB, còn cái này RAM mấy GB? RAM 3 GB hả? Chip xử lý sẽ cái này nó sẽ mạnh hơn cái này đúng không? Đó. Là khi mình bấm vô cái kết hợp cái gì là nó chạy nhanh hơn à? Dạ đúng rồi. Ừ. Giờ em thích cái nào? Lấy cái này. Cái này á. Lấy rẻ tới 2.800.000 đi. Cái này có còn giá nó còn hỗ trợ thêm không? Dạ thấy rồi. Thì nó giảm giá cho mình với lại tạm thời cho mình 6 tháng bảo hành, nghĩa là 2 năm bảo hành 2 năm thì. Ừ. Dạ bảo hành được toàn quốc luôn. Thì là 2.890.000 hả? Lấy cái nào, cái này hay cái này? Lấy cái này. Thôi, cái đó ngàn tiền quá. Góp được không anh? Góp, bán nó không có tiền góp. Một cái này. Được không, cái đó được không? Cái đó thì có 3 màu, cái đó máy demo, máy trưng bày bán, nó sẽ có 3 màu. Màu xanh là màu xanh nè, xanh là màu ni, màu xanh ni với màu đen. Là 3 màu hay. Em thích màu gì? Màu đen đi. Màu đen hả? Cái này màu xanh nè. Cái này màu xanh. Em thích màu đen à? Màu đen hả? Thích màu đen hả? Màu xanh nó đẹp hơn chứ? Không, thích màu đen đi. Hả? Đen cho nó khỏi vô. Đen khỏi vô cái này. Mà trường mình ái có úp lưng nó cũng hết rồi. Ở không. Trong mình đâu bán úp lưng đâu có. Có. Úp lưng với dòng ý hả chị? Không có hả? Thôi lấy chị cái đen đi. Dạ. Cái đen hả? Ok. Rồi lấy cho bé nó cái đen đi. Dạ. 2.890.000 nè. Dạ. Nhớ nghe. Còn 2 triệu. Còn bao nhiêu? 2 cho 2.900.000 đi, cái đó 2.900.000. Cho 2.800.000 đi. Còn 3 triệu. 3 triệu mua cái gì nữa không? Mua cái úp lưng. Hả? Mua cái sim. Sim à, mình có bán sim không em? À, riêng. Bán không? Có căn cứ trong điện thoại không? Không, anh ba mua cho em đi. Em không có quậy phá gì đâu nên ba yên tâm, ba mua cho em cái. Căn cước là chính chủ hả? Được rồi. Ý là một người là được bao nhiêu cái sim? Dạ, một người là 4 mặt và 3 sim anh. Là sao? Hồi lỡ em Chị xài mặn mặt. Thôi để em về đó là lấy căn cước đi mua sim đi. Không, con Lan nó dữ, nó mới đùa đâu. Hả? Nó mới đùa căn cước em đâu. Anh ba mua thương em, ba mua cho em. Không, anh không có mua được đâu. Tại vì phải có chính chủ kia. Chứ còn đưa cái sim bậy cho em rồi. Lấy em dùng rồi ai biết được. Là sao? Dùm bậy là sao biết được. Chị có cần em tạo Gmail không? Gmail là Tạo cho nó luôn đi. Tạo Gmail các tài khoản Facebook. Có chứ Facebook không? Bây giờ lập Facebook cho em đi. Nói với chị bé, tôi lập Facebook cho. Facebook là sẽ có thêm cái phần mà số điện thoại đó. Là mình không có sim là mình sẽ tạo được. Ý là mình Facebook ở đâu cần sim đâu? Có chứ, sim đi gửi mã về chứ. Dạ anh ba mua cho em cái sim lên bà. Em không có biết vay tiền rồi đâu, em nói thiệt á, em không biết mấy cái vụ đâu. Cái đó em về em lấy cái chứng minh căn cước em ra mua cái sim chính chủ. Em nói là không có được. Được hết á. Con Lan nó không có đùa. Thì nói bé Lan kêu là mua để ra mua cái sim.
này đập hộp đàng hoàng nghe. Để cái này anh là gửi màn hình ra. Để cho anh. Chút xíu mà anh con khỉ cục cất hết. Anh á. Anh sự sao nào như anh sự. Trễ nữa bọn mình. Sao biết anh đi sự? Phạm Phú Sự chuyên viên tư vấn. Thì bây giờ mình đưa tiền cho Cần gì phải làm gì vậy trời? Dạ, em tạo bảo hành cho mình á. Tạo bảo hành là bây giờ nó bị hư cái gì là phải đem ra hả? Dạ. Sửa không tốn tiền hả? Bảo hành toàn quốc luôn chị. Toàn quốc là sao? Là có thể là tới thế giới di động và điện máy xanh. Có thể đây là Quảng Nam đi, mình có thể tới thế giới di động và điện máy xanh ở Đà Nẵng nè, ở Sài Gòn nè, ở An Giang. Mình đưa là không tốn tiền hả? Không, về vấn đề mà lỗi của máy á thì sẽ được xử lý. Còn ví dụ như mà mình vô tình mà rơi vỡ vào nước á, là trầy xước máy á, là mình sẽ gửi hãng và hãng sẽ báo tính tiền phí với mình. Ví dụ như có phí thì sẽ báo phí, đồng ý thì sẽ sửa, nếu không đồng ý thì sẽ gửi về lại cho mình. Là bảo hành 2 năm hả? Dạ đúng rồi, 2 năm. Nhưng mà đừng có phá hư là không bảo hành nha. Ba thương em ơi, em có xin em á, em có biết vay tiền rồi đâu, kệ mà ba thương em mua cho em đi. Mà vì nhà mua không, đã nói con Lan nó có đưa cái căn cước đâu. Căn cước của ba mua. Ba cắt rồi, có biết ba đẻ đâu mà mua trọ. Ba mua cho em một cái mà. Không được, cái này phải đăng ký chứng tín chủ là em không có dùng của tầm bậy được. Hiểu không? Người nào là dùng của người đó. Em ví dụ như mình mua sim ở đây là nó cho sử dụng mạng là mấy tháng? Dạ tùy cái gói mình đăng ký đó chị. Gói đăng ký là sao? Gái em này à, bé mấy tuổi à? Có coi cho sự. Dạ có rồi. Trai à? Dạ con trai. Anh Cương, I love you. Nó cười hôm bữa, nó kể em nghe. Bữa chị vô trong tiệm nội di động ở huyện. Mà lúc đó đông mà muốn mất chị ơi chứ. Đang hỏi cái thằng kia kêu anh ơi bạn cách trở thành cái lớn, nó kêu cái tẹt luôn, cái nó dị chết mà luôn. Cái điện thoại này đẹp nè, không có camera bị chất nè. Cái này gửi cái này ra cho chị không anh? Dạ dạ, xíu em gửi cho anh. Bây giờ đang làm gì ạ? Dạ em setting máy vào trong để em cài máy xíu thì xóa những ứng dụng không cần thiết đi. Xóa những ứng dụng không cần thiết đi xong cài cái mail gì. Nó thiệt nha, ví dụ mà thấy mấy cái con này nó có bộ, nó đòi bộ mua iPhone anh này, chị không cần mấy cái đó nha. Cái gì xài được rồi đúng không cô? Em Facebook mà đâu cần sim đâu em. Facebook là phải có sim để gửi cái mã về chứ. Nhưng mà khi mình lập được Facebook là mình lấy. Ủa chứ sao chị thấy mấy đứa học trò nó kêu nó không có sim mà nó có Facebook mà. Nó lấy cái sim của người thân của. Dạ bây giờ chị lấy sim của ba chị thôi. Là sao? Không được đâu. Thôi về em cứ về em. Anh ba mua cho em cái. Em không có vay tiền không được đâu. Mỗi người dùng chính chủ mà đâu phải là dùng máy được. Về lấy lén lấy khi cần cước. Hay là anh sự mua cho chị được không? Dạ không được. Cái này thấy chưa? Sao vậy? Bác nó còn mờ nữa. Lòng cho người không. Có vợ mấy năm rồi sợ? Dạ, có vợ được 1 năm rồi. 1 năm. Có vợ là có con luôn á hả? Dạ. Con được 1 tuổi rồi? Dạ, 2 tuổi rồi. Ủa, cưới 1 năm rồi sao con 2 tuổi? Dạ, nếu gia đình anh ba anh cưới trước, anh nhường anh cưới trước. Để là có bầu trước hả? Dạ, đúng rồi. Để là đẻ sao mới cưới? Đúng rồi. Cái thằng này chưa cưới mà làm con người ta có bầu. Chứ sao em chưa cưới em cũng có bầu đó. Đó là quen bạn trai còn... Trai gái cũng như nhau thôi chứ. Trai Con của em đẹp không? Con có chị dễ thương lắm. Dạ. Con mắt nó to tròn mà nó đen thui tại lùi mà nó lông mi nó cong. Anh ơi em bảo hành số của anh. Số của anh hả? Bảo hành máy. Em xin số của anh đó. 0905. Dạ. 018. Dạ. 840. YouTuber mà sao không nhớ. Hôm nay có app quà tặng VIP anh em đi cho em web để tích điểm cho mình với. Quà tặng hả? Dạ, app quà tặng VIP á.
là sao em? Máy của anh á. App của tầng đó chị. Là anh đang dùng iPhone thôi là dạ iPhone anh vô app thì tao đã dùng em cái ứng dụng và tặng biết như cái máy của em để em tích điểm cho mình á. Em tích điểm là sao em? Mà tặng VIP mà. Dạ. Là mình mua chi là mình được. Mua chi là em quét là sẽ tích điểm của anh. Là sao? Điểm là sao? Tích điểm là lần sau mình nhiều điểm á là mình mua hàng sẽ được trừ trừ tiền. Mua hàng gì cũng được. Dạ. Mua trái cây rồi cũng được. Dạ không, mua bên em á. Nhưng mình tải cái app nó về. Dạ. Rồi đưa cái mã vô. Được chưa? Dạ đúng rồi, anh tải cái anh đăng nhập số điện thoại vô cái này quét mã rồi. Trừ làm luôn hả? Dạ, trừ có không phải làm luôn cho. Có. Em xin hỏi tên gì này để em tạo cái mail mình để đăng nhập xuống. Võ Thị Chi. Mỹ Lan. Mỹ Lệ. Mỹ Lệ. Mỹ Lệ. Mỹ Lai. Mỹ Lai. Mỹ Lai. Lại y ngắn hay lại y dài không? Võ Mỹ Lệ. Dạ. Mỹ Lệ. Em xin ngày tháng năm sinh của mình. 8 tháng ngày. Đấy là em lập cái gì hả? Tạo cái mail để đăng nhập xuống giống như cái App Store bên anh ấy. Dạ. Là sao anh thấy App Store là cái gì? Xin tăng máy. Xin chuyên bài. Hết sạch to lại. Là để tải mấy cái ứng dụng Facebook rồi Zalo rồi đó. Em kêu Zalo đâu cần sim đâu em. Cần chứ. Nói chung Facebook Zalo là bắt buộc phải cần sim mấy cái gì. Có Gmail là không cần đâu, Gmail tại vì nó không có cái sim cũ của em có đăng ký chính chủ không? Ông chú ghi làm như đâu em. Ông chú mua. Ông chú với Sầu Quỳnh. Cái sim đó làm chú kia mới làm cho em hả? Dạ. Giờ mất cái sim đó thôi dục luôn. Anh Phi, nếu như mà em làm cái sim đó rồi em đi làm lẹ cái sim đó thì người bên kia là họ có dùng được không? Không biết nữa, nó sim thì chỉ dùng được một người thôi. Có nghĩa là bên kia khóa là bên này sẽ dùng được, còn bên này khóa là bên kia sẽ dùng được. Không, với là người đó bị mất cái điện thoại đó, để có cái sim kia. Nhưng mà sim kia là em có đăng ký chính chủ hay không thì cái này cũng không biết. Thôi giờ làm lại sim mới, về lấy cái căn cước làm lại sim mới. Cái sim bây giờ mua như một cái hả? Cái sim mình vừa làm căn cước. Cái này là... Có mua gì nữa không? Ấy là cái sim này là sim gì? Thôi bây giờ sim thì đừng nói. Cái sim này là không cần ấy hả? Đấy. Sim mạng đó, 750. Ấy là không cần căn cước. Cần, mua sim là phải cần căn cước. Ủa sao lúc trước đâu có cần căn cước ta? Lúc trước khác, bây giờ khác. Rồi. Đó, về rồi Zalo này, Facebook này, về nhập số này, đó. YouTube. Dán có ốp lưng chưa? Bây giờ mình dán ốp lưng được luôn rồi. Này bên em chỉ có dán thôi chứ chưa có ốp lưng. À giờ dán cái gì? Dán kính cường lực á. À. Bây giờ dán luôn được không? Còn nữa. Gửi 3 triệu. Em gửi 3 triệu qua. Dạ. Em bỏ vô lại trong hộp cho mình. Tao quả đi. Em bỏ bộ sạc riêng nha. Anh ký giúp em chữ ngay này để em xác nhận của công ty. Đó, điện thoại mới căng luôn này, đẹp luôn. Ba em ba phi gỡ cái mát nó móc ra đi. Mát nè, gỡ ra hả? Chứ để làm cái gì? Để trong mới chứ. Thôi. Rồi về là biết sử dụng không? Cái này chắc là em rần quá rồi cái gì vậy? Cũng hơi rần rần, nhưng mà em không biết lập Zalo. Zalo thì về đăng ký số điện thoại lập Zalo thôi. Đó. Rồi thấy mừng không? Đẹp quá. Mừng không? Mừng. Mừng là nói thì sao nữa? Căng. Ê, con cảm ơn mọi người đã cho con tiền con mua được cái này. Bây giờ nè, nãy anh nói là các nhà hảo tâm á, là gồm có mấy nhà hảo tâm đó là gửi giúp cho em là số tiền là 5.8 triệu đúng không? Có chú Lê Xuân Hậu là giúp cho 2 triệu nè, chị Trâm Anh là giúp 1 triệu, chị Giang giúp 1 triệu, chị Kim Cương giúp 1 triệu và chị Kim Võ là 800, là tổng số tiền là 5.8 triệu. 5.8 triệu mà mua cái điện thoại là hết 2.9 triệu rồi. Đó thì còn lại là 4 triệu mấy á. À còn lại 3 triệu, 2 triệu mấy á. Đúng không? Thôi anh gửi Phi cho trộn 3 triệu đúng không? Anh gửi luôn 3 triệu cho em á. Em cảm ơn anh. Rồi 3 triệu này.
3 triệu nãy là về là mua sữa cho con nè. Mua sữa cho con, được chưa? Dạ. Biết rồi. Tối như vậy là gửi cho ba, mua sữa cho con. Em không dám gửi ba đâu, con lo nó hổ, nó chửi em. Chơi sao? Rồi rồi em mua, nói chung là gì em phải mua sữa cho con. Rồi mua, em thích mua quần áo gì cho con thì em mua. Mua bộ hay bộ thôi. Cái con nó nhỏ thì nó mặc thì không có bao nhiêu. Màu lớn. Màu lớn rồi nó nói. Ha. Trời, hồi hồi bữa trước khi mà em đẻ em ghé em vô chị He cho chị He mua nó mớ đồ sơ sinh, nó mặc to là đồ đẹp không à. Nó không bao giờ nó chịu mặc đồ xấu ở nhà, mặc đồ đẹp nó mới nín, còn mặc đồ xấu nó khóc. Phải không vậy? Khôn lắm á. Phải không? Thiệt á. Anh mặc... vô anh vô anh mẹ thử đồ xấu nó chịu à. Đồ xấu là nó biết nó khóc hả? Ờ. Tào lao. Anh không tin anh hỏi nó thử đi. Khi mà nó mặc đồ đẹp là nó không, nó dở mà chứ nó chút xíu mà nó biết cái gì. Nó chỉ mặc cái thường là nó mặc cái tã với lại cái áo thôi à. Rồi mà anh khoái tám lắm, nhà khác đến mấy mà em ghé em để nó nằm lên cái miếng đồ tắm ảnh là anh nằm im, anh tắm anh quẩy chân quẩy tay. Rồi thôi bây giờ thì anh nói em cũng nhiều rồi đó thì về thì thôi đừng có đi nữa nha chưa? Dạ. Không có đi đâu xa hết. Bây giờ em cũng đã buồn ngủ rồi hả? Đi mấy ngày thì chắc không ngủ rồi. Tối ngủ ở bệnh viện nào ngủ ít à? Tối em ngủ ở bệnh viện hả? Ừ. Bệnh viện nào? Viện đa khoa Quảng Ngãi em à. Em làm chỗ mấy người bấm thuốc tây á. Ủa? Thế là lúc đó là em cũng không về nhà? Em ra chiều hôm qua em lấy bánh ít em đi bán hết. Em bán ở bệnh viện hết rồi, cái làm biến về lúc đó trời tối rồi bán nhiều á, em lấy 40 em bán. Bán lâu hết á. Rồi. Thế rồi ở luôn bệnh viện không về luôn hả? Dạ, rồi em sáng em chạy ra luôn. Ủa bệnh viện là em ngủ là ngủ chỗ nào? Em ngủ ở chỗ tiệm thuốc tây á mà. Người ta cho ngủ không? Nó đâu có biết rồi mà cho. Em tưởng là đi nuôi bệnh nhân hả? Không, nói chung ở bệnh viện nó không ai mà không biết em, mấy cái thằng bảo vệ nó cũng đâu đâu mấy cái ông bảo vệ ông đâu có cho em vô vô tầng của mấy người bệnh nhân tham bệnh nhân ngủ không, đâu có cho vô. À như vậy là em hay ngủ ở bệnh viện đúng không? Trời. À hồi hồi cái thời mà em còn bị sức em ra bệnh viện biết hả? À. Nên bệnh viện chỗ đó em cũng thương em cũng biết em. À. Rồi thì điện thoại có rồi nè, bây giờ là phải giữ nghe, không có được làm mất nữa nghe chưa? Dạ. Vừa rồi đi vô trong đó rồi trai nó dù sao nó lấy luôn điện thoại luôn đúng không? Trai nó dụ em hả? Thì nó dụ em đi bán cơm ở Trà Vinh rồi tối ngủ quên rồi nó cũng luôn chứ sao. Bình thường em dụ trai mà sao giờ em để trai dụ? Ai biết. Cái thằng nó con mắt nó trời. Anh ba ái wifi cho em đây cho em qua. Wifi hả? Ờ. Wifi em biết vô wifi không? Em không biết. Không biết hả? Từ từ. Chỗ vô chỗ cài đẹp á phải không? Này em giúp xuống nè. Rồi sao nữa? Đúng không? Giúp xuống rồi bấm vô cái dấu biểu tượng wifi nè. Rồi, phi một chân nè. Phi một chân nè. Đó, bấm vô mật khẩu nè. Đó. Cái này dễ mà đúng không? Sao phải 1123 hả? Tùy theo cái chỗ mà cái wifi của họ, ví dụ cái họ đặt cái mật khẩu như thế nào thì họ ấy là cái wifi ai là gì? Wifi của anh là nè, phi 414333. À. Đó. Được chưa? Rồi, ok. Cái này thì em rành quá rồi cái gì? Cũng rành hơi sơ sơ rồi đâu có rành. Rồi, TikTok, Facebook, YouTube. Em khoái qua TikTok đó. Ừ. Không được gì cả. Từ từ cái đây qua chọn cái nào nữa. Rồi con cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho con tiền con mua được cái điện thoại này, còn dư 3 triệu về mua sữa cho con chó. Con chó hả? Ủa con cô em đem chó hả? Đặt ở nhà tên thằng Boom. Hả? Đặt tên thằng Boom. Ai đặt tên Boom? Em gái em. Đặt tên Boom hả? Nó địch biết đặt tên thằng Boom. Nó địch đùng đùng á. À, không luôn. Bao giờ mà nó địch xì đâu. À, vậy đặt tên Boom luôn. À, đặt tên thằng Boom luôn. Ông địch nó thúi lắm. Thôi rồi, lo rồi về lại nè nha. Dạ. Lo về lại. Về lại để tối. Rồi bây giờ là bây giờ em tranh thủ rồi đón xe về lại nghe chưa? Dạ. Đó, để tối. Để rồi, hết mưa rồi hết về. Rồi, rồi để ba ở nhà ba lo nữa. Dạ. Đi cứ đi hoài. Hôm nay bắt đây lại nghe chưa? Dạ. Rồi. Rồi tôi cũng xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã
đồng hành để hỗ trợ giúp đỡ cho. Cái này ra bỏ tiền vô. Với lại có thêm cái khoản kinh phí để bé mua sữa cho con. Hồi nãy anh Phi cho em 90 ngàn luôn. À cho. Tiền ăn là anh Phi trả đúng không? À trả luôn đó. Bao nhiêu hồi nãy hết bao nhiêu? Hết mấy trăm. Tiểu mấy thôi, mấy trăm nghĩ sao trời. Bỏ cái này ra đi chứ mấy cái. Nó trả lại tiền ăn đấy. Không. Mua sữa cho thằng con. À, mua sữa cho con. Nuôi chừng nào nó mới lớn mới nhiều. Này cái này là cái khay chọc xiên này. Cái cây để chọc xiên, cái xiên. Chọc xiên là mình làm sao anh? Xiên để bỏ cho trong máy. Anh chỉ bà chọc xiên à. Chọc vô cái lỗ này nè. À. Có cái cây này nè, lấy cái cây. Hàng gì em thấy em ghé em nó chọc mà em không biết. Ừ. Rồi cắt để về nhà. Có xiên rồi chọc. Mình chọc vô là cái xiên nó lòi ra. Chọc nó lòi ra. Sao nó không bật? Chọc mình vô chứ nè. Đó. À rồi, ok. Rồi lấy bỏ xiêm vô đây. Rồi đẩy vô. Đẩy vô lại. Rồi. Cắt nha. Coi chừng đi là họ lượm nữa nghe. Dễ mà lượm. Lượm mua cái mới. Còn 3 triệu mua cái mới luôn. Để mua sữa chứ. Giỡn đó mà. Rồi. Đi ngủ miếng nữa nè. Ngủ hả chứ không phải gì hả? Buồn ngủ quá hả? Ngủ quá. Bỏ luôn cái này vô luôn chứ. Rồi. Đây. Rồi, vậy ha. Bye mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Bye.